Trời, trời sinh một cặp rồi, chết rồi. Thấy chưa? Dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ. Mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? Nói đi. Thích hết luôn rồi sao? Thích hết luôn rồi sao? Nhìn mới nói. Thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Thế nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Dạ anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Trời ơi, tôi chết rồi. Wow, dễ thương quá. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào cô chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Em tên là Phạm Ánh Xuân, hiện tại em 20 tuổi. Trời, em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trẻ quá rồi, trẻ luôn. 20 tuổi hả? Cưng làm gì? Dạ em làm bên lĩnh vực kinh doanh thời trang thiết kế. Mời em trai. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thanh Long, hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 8. Quê của em là ở An Giang, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh cửa hàng điện nước. Bây giờ cái ưu điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là em khá tự tin, sôi nổi, năng động nữa. Rồi còn có khuyết điểm không? Dạ cũng có khuyết điểm là em hơi kén ăn, ăn hơi ít một chút. Vậy ha, trời ơi, phải chi mà cho tôi cái khuyết điểm đó. Em có biết cái gì ngoài cái thiết kế thời trang không? Chẳng hạn như em cũng biết vẽ nè, biết vẽ chân dung nè, biết vẽ thiết kế, cũng biết theo chút chút. Rồi rất là thích thơ ca. Đàn thì em có biết đàn guitar nhưng mà đàn chút chút. Cái gì cũng biết chút chút đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, chút chút. Em trai, ưu khuyết điểm của em là gì? Biết hát, nhiệt tình với lại là siêng năng chịu khó. Chà, ưu điểm nó được ghê ha. Khuyết điểm là dễ tin người. Em mở cửa hàng điện nước đó thì hay có mấy cái bạn mà lại chào hàng đó hay bị lừa mấy gì đó. Bị lừa vậy đó hả? Nhưng mà thường là bạn nữ đến chào hàng hay là bạn nam chào hàng cưng? Dạ bạn nam ạ. Vậy mà cũng bị lừa nó hả? Không phải, vậy là coi là giới tính chứ không tin tin người thôi. Em có mấy mối tình rồi? Trước thì có hai mối tình. Một mối tình là quen nhau uống cà phê xong rồi không biết sao chia tay nữa. Trời đất ơi, vậy cũng gọi là mối tình hả? Dạ. Tình thứ hai thì mới cách đây khoảng 2 năm quen nhau xong rồi bạn đó rủ nhau đi cà phê, nhưng mà cà phê là phải chỗ nào đó mà nhìn được máy bay á, có nghĩa là sân thượng á, mình nhìn lên mình thấy máy bay á thì bạn đó mới chịu chịu đi, cứ đi chỗ khác là không chịu, cho nên em cũng cho bay luôn. Trời ơi. Tức là nếu mà ngắm máy bay là thường phải lên những cái tầng sân thượng đúng rất rồi. Là đắt đỏ đúng không? Một dạ, đúng ly rồi. Cà phê bằng 10-20 ly cà phê dưới đất. Dạ đúng rồi. Khổ tâm đúng không nè? Khổ quá. Còn sao? Còn bạn nữ thì sao? Dạ chưa trải qua mối tình nào hết ạ. Lý do? Lý do là họ em với mẹ em có một cái sở thích đó là khoái coi tin tức thời sự. Nên là cảm thấy là hơi sợ hãi nên muốn cũng tin tưởng với chương trình nên mới đăng ký tham gia. Trời ơi đáng yêu quá vậy. Có nghĩa là vậy nè, tự không tự tin mình tự đi tìm tình yêu cho con mà hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chương trình. Bạn muốn hẹn hò. Đó, trời ơi hay quá, cảm ơn bạn. Nói nghe nè, bên đàn trai đừng có làm cho tụi tôi bị ảnh hưởng nghe chưa. Người ta tin tưởng lắm, người ta lên đây để người ta tìm kiếm nghe chưa. Cho nên nếu mà lỡ mà có mà đến được với nhau thì phải hết sức là nghiêm túc và hết sức là chung thủy nghe chưa. Dạ em rất là nghiêm túc. Nói nghe nè, đẹp trai lắm thiệt luôn á. Trời, đàn trai ngon lành à. Bên đây đẹp gái cũng hết. Dạ. Ra đây nè, ra đây thiệt, nói thiệt. Ôi đàn gái đúng không? Thiệt, ra đây. Trời, trời sinh một cặp rồi. Dạ. Chết rồi, thấy chưa. Dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ vậy trời. Trời ơi, cháu vàng chạch vậy đó. Con nhà ai mà xinh đẹp dữ vậy trời. Đó. Con người bên đây á, nói chung là hôm nay là tiên đồng ngọc nữ, tiên đồng ngọc nữ luôn, khẳng định luôn. À, con còn rất trẻ, mới 20 tuổi à. Con có định khi nào con kết hôn không? Dạ, cũng không có quyết định khi nào mình kết hôn, nhưng mà cảm thấy hợp là mình cứ tiến tới thôi ạ. Biết đâu tụi con cưới sớm thì sao ha. Dạ. Nhưng mà phải suy nghĩ là đâu có nhất thiết là phải trước, đâu không có nhất phải tính toán là... trước một tương lai kế hoạch thì mới cưới, chứ không phải là đùng cái cưới là không có được. Đúng rồi. Không? Nói nghe nè, hình mẫu lý tưởng của con là ai? Ngày xưa cô là đeo nốt á, trong cái trên từng cái số á, cái phim đó lúc đó là chiếu lúc con chưa đẻ. Dạ con người đàn ông mà con thì con rất là thích chứng thành. Xuống hai cái nó xa quá vậy. Xa quá xa.
tức là bây giờ con thích một cái mẫu người bạn trai của con giống Trấn Thành. Để coi rồi. Coi có miếng gì không. Này Trấn nước, Trấn nước. Đẹp hơn Trấn Thành. Cái điều mà con không thể chấp nhận được ở cái người bạn trai của con là cái gì? Có tính vũ phu, hơi là gia trưởng một chút và cũng keo kiệt quá. Đàn ông nào mà có ba cái tính đó chắc chết quá. Hỏi coi bên bển có không? Con sao con? Dạ không ạ, con... Có vũ phu không? Dạ không. Có keo kiệt không? Dạ cái đó là rất thoải mái, không có keo kiệt. À, thoải mái phải không? Dạ. Có gia trưởng không? Dạ không, gia trưởng là con không có. Rồi yên tâm ha. Thích một người phụ nữ là vợ của mình đó, tương lai của mình như thế nào? Dạ thì chắc là đẹp là thích thôi, nhưng mà đẹp giống ai? Đẹp giống ai? Ninh Dư Lan Ngọc à. Xinh giống luôn. Sao vậy? Mọi người có thấy không? Mọi người có thấy ngộ ngộ không? Trời ơi, vỗ tay đi. Sao kỳ vậy? Giống luôn. Dạ. Nhưng mà xinh hơn, trẻ hơn nữa. Dạ, vậy là quá tốt ạ. Quá tốt luôn trời. Cưng hình dung cái người bạn nữ của mình ở bên đây làm sao nè. Cao, mối mà rung quá sao? Cao nhiêu nè? Da trắng không? Mắt bự không? Dạ, chắc cao tầm hơn 1m55 quá. Chắc cũng đẹp đó. Bây giờ chú Quyền Linh với cô Dân nói chưa có chắc đâu nha. Dạ, tại vì con tin tưởng mà. Nghe rồi con thấy cũng được rồi đó. Không được. Sợ cái tính ghen của đàn bà không? Ghen thì chắc chắn ai cũng ghen, thậm chí bản thân con cũng ghen mà. Cho nên là bạn nó ghen nhưng mà mức độ thôi. Ví dụ như cái gì hợp lý thì ghen, còn cái gì mà không quá đáng thì đừng có ghen. Con có ghen dữ không con? Dạ con cũng ít ghen lắm mà cũng chưa trải qua tình yêu bao giờ nên cũng không biết là mình ghen tới mức độ nào. Đúng rồi. Bữa nay là con vô mánh nha. Dạ, cô dạ. Nói nghiêm túc luôn, bữa nay là con vô mánh. Dạ. Bây giờ hỏi chứ người thân. Con đi với ai con? Dạ đi với mẹ. Rồi chào nhà gái. Chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của cháu Xuân. Tôi thấy em trai bên này cũng dễ thương. Thấy thì cũng hiền. Nhưng mà cô thấy thì hai con cứ cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu hơn. Tại vì mình cũng còn trẻ nên thời gian mình cũng còn dài. Cứ tìm hiểu rồi. 24 tuổi mà có được một tiệm riêng biệt về gọi là nước, điện nước ha. Là thấy là có ý chí, có ý chí và có nền tảng rồi đó, đúng không Linh? Hồi đó Hồng Dân 24 tuổi chưa biết gì luôn á, không có lo làm ăn gì, đi chơi. Đi chơi mới gặp ông đó. Nói chung là mình cũng không biết là mình phải cho con mình quen ở ngoài đó. Nhiều khi mình nói chung hai mẹ con ở trong nhà suốt cho nên không có tự tin ra ngoài cho bé kiếm bạn. Cho nên rất tin tưởng và rất thích cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nên quyết định đăng ký và mọi hy vọng cũng như niềm tin là trao hết cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Áp lực quá. Có vẻ cũng hợp với Xuân. Tự Xuân thì ở nhà rất là hiền. Nói chung là cũng ít nói. Khuyết điểm cũng có nhiều lắm mà. Đặc biệt là không thích vào bếp. Chỉ vào nấu những cái món mà Xuân thích thôi. Chứ nấu cho gia đình ăn thì chắc không làm. Còn trẻ quá mà từ từ rồi cũng sẽ nấu thôi. Đúng rồi, cái tuổi 20 này là cái tuổi còn rất là nhỏ. Cho nên là thôi mẹ không có khắt khe với em chuyện đó. Cậu con trai này á cũng phải nói là rất là vượt khó. Một mình lên Sài Gòn lập nghiệp đúng không? Dạ đúng ạ. Lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Từ năm 18 tuổi thì lên Sài Gòn thì nói chung là làm nhiều nghề lắm. Mình tự làm xong rồi học nghề xong rồi bây giờ là mở ra một cái tiệm riêng để mình làm. Đó, thấy chưa? Rất là bản lĩnh luôn. Rất để là có bản thể lĩnh. Đủ để có bản lĩnh để che chở cho cô gái 20 tuổi. Linh nghĩ là như vậy. Đúng rồi. Thế còn hôm nay em đi với ai? Con đi với ba mẹ với cậu với bạn ạ. Thôi cũng có gia đình luôn. Có ba mẹ đi luôn. Ba mẹ chào cô chú luôn. Trời ơi, chào ba mẹ của đàn trai ạ. Dạ, tôi mẹ của thằng Long. Cô thấy cái bạn này như thế cũng được. Do hai đứa đi chứ thôi. Giờ thấy đây cũng được mà không biết sao. Chú thấy sao chú? Nói chung thì con chịu đâu rồi chú chịu đó. Thì nói như chị bên kia thì thấy cháu bên đây cũng được thì tôi cũng chấp nhận, hai đứa nó hiểu ý đi rồi cứ luôn. Trời ơi, đó hôm nay là hai gia đình gặp nhau rồi nó yên tâm rồi. Cũng rất là ngại ha đàn gái ha. Cảm ơn hai đàn trai đàn gái nha. Kéo nào Long ơi, Long quay mặt qua đây nào. Không gian này là của hai đứa đó. Xin chào. Đó, Ninh Dương Lan Ngọc của Long đó.
có thấy nét giống hay không nè? Hôm nay anh cảm ơn quà ông tặng. Em cũng cảm ơn quà tặng anh ạ. Em cảm ơn. Hai đứa đứng sát sát với nhau ơi. Hai đứa đứng sát nhau cho hai bên đàn trai đàn gái nhìn mặt coi. Trời nhìn ơi. Thấy hai đứa nó hợp không vậy ta? Trời ơi, nó xứng đôi dễ sợ luôn á, thiệt tiên đồng ngọc nữ. Rồi. Nè, Long có thấy giống có cái nét của Ninh Dương Lan Ngọc không? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Cái này mà make up đúng cái người stylist của Ninh Dương Lan Ngọc là đúng luôn cái khuôn mặt đó luôn á. Con ở Hiền Gặp Lành đó Long, dạ. Cầu được ước thấy. Cái tính em cũng giống Ninh Dương Lan Ngọc lắm, em cũng rất là thích chị Ninh Dương Lan Ngọc nữa. À, anh thì rất thích. Còn con có thấy anh giống Trấn Thành không? Thấy đẹp trai hơn đúng dạ, không? Chắc đẹp trai hơn Trấn Thành ạ. Thấy chưa? Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì em cũng không thất vọng lắm. Em cảm thấy anh rất là ok, 24 tuổi mà lập nghiệp là rất là chắc là giỏi giang. À, anh cảm nhận thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em xinh đấy, dễ thương. Dạ. Chắc là đúng như những gì mà anh muốn rồi đó. Thì chương trình chọn đúng người. Vậy thì hồi nữa hai anh em mình có nhau một cơ hội để lấy nữa hai anh em mình đi ăn tối gì có thể tìm hiểu nhau hơn nhé. Đúng rồi. Anh thì chắc chắn rồi, anh thì gặp em là anh muốn bấm nút liền rồi. Thì chỉ cần em bấm nút đưa thôi là được. Bình tĩnh đi mấy đứa. Dạ em cũng có bốn câu thơ về quan điểm tình yêu của em, đó là thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Em rất là muốn một tình yêu chung thủy, chia sẻ cũng như là quan tâm đến nhau. Anh thì chắc chắn là sẽ chung thủy rồi, cho nên là em không cần phải lo về cái chuyện chung thủy. Quan niệm tình yêu của anh là? Quan niệm tình yêu của anh thì chung thủy, không lừa dối. Đúng rồi, mình nên thật lòng với nhau ngay từ những lần đầu tiên. Đúng rồi. Thì hôm nay thì tới chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Dạ. Đứng là đứng dạ. Đứng con cho có cục hơi đúng không? Nhìn ngồi nhau mà hát hả? À. Hai đứa nhìn nhau mà hát. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Trời ơi. Vậy bây giờ em hát tặng anh đi. Em không biết được. Chưa gì mà nắm tay như lúc làm như gần nãy giờ chưa luôn, chưa nắm chặt luôn vậy đó. Chắc này chắc tôi với Hồng Vân bấm nút nữa quá. Bây giờ mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? Nói thích, đi. Thích hết luôn rồi sao? Nhìn thích hết luôn rồi sao? Nhìn bên nó thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Thì nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Vậy anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Tiếp thật ra ngồi ngồi vô luôn. Rồi nói nghe nè, bây giờ có bạn gái xinh vậy á, có ghen không? Dạ, phải giữ chứ, phải ghen à. Phải ghen, rồi bây giờ bạn trai đẹp trai giỏi giang vậy rồi có ghen không? Vậy chắc cũng có. Nhưng mà em tin anh đi, có gì đâu ghen. Tin dạ. Anh là được à? Dạ, chắc là đặt niềm tin vào anh ấy. Đặt niềm tin hoàn toàn vào anh ấy đúng dạ. Không? Thích trai gái gì rồi nói nhau nghe đi. Thích mấy đứa con? Em nghĩ là hai đứa là đủ, em nghĩ hai đứa là đủ. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Giờ nói cái gì đúng ờ hết trơn. Nói nghe nè, ví dụ như lấy thì một năm nữa là tính lấy đúng không? Tính làm đám yeah. Cưới. Đã chuẩn bị có nhà chưa? Có xe chắc, chưa? Dạ chưa, chắc sắp tới sẽ cố gắng mua nhà. Rồi giờ con sao? Ví dụ giờ hai đứa có chịu ở nhà thuê không? Dạ thì nếu mà anh ấy muốn ở riêng thì mình có thể ở nhà thuê. Còn mẹ có sẵn một ngôi nhà, nếu mà anh ấy muốn ở nhà của mẹ hay là muốn cách riêng cũng một ok hết. Ở rể đó con. Về là ở chỉ rể. Có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ, nhà mình nhà có hai mẹ con đó thôi. Thì con có thấy là nếu mà mình làm một bờ vai vững chắc cho mẹ và em thì con có đồng ý không hay là con chỉ muốn ở riêng thôi? Dạ nghĩa là làm rể đó, gì ở rể con chịu. Dạ dạ được, nhưng mà ở rể ở đây thì được, tại vì con làm việc mọi thứ đều ở Sài Gòn này hết, cho nên là ví dụ như về quê thì chắc ở rể là không được. Bây giờ hứa với mẹ tương lai đó
nếu mà tụi con yêu thương nhau tụi con sẽ chăm sóc như thế nào, hứa với mẹ đi. Dạ con chào bác. Nếu mà tụi con quen nhau mà tiến đến hôn nhân á, thì con hứa là con sẽ chăm sóc em một cách tốt nhất, yêu thương và chung thủy. Dạ. Con gái nói gì với gia đình đàn trai đi. Đúng rồi con. Dạ con chào hai bác ạ. Con cảm ơn hai bác đã sinh ra một anh chàng rất là tuyệt vời như thế này ạ. Nếu mà có duyên để làm con dâu hai bác á, thì con cũng sẽ rất là cố gắng yêu thương cũng như là coi hai bác giống như là ba mẹ ruột của con ạ. Hay quá. Bây giờ Vân để tay xuống bấm Vân. Bây giờ để 1, 2, 3, hai đứa hôn nhau nha. Là bên đây hai người bấm nút luôn nha. Dạ. Chuẩn bị 3, 2, 1, bấm. Trời ơi. Thật sự mà nói thì Quỳ Linh không nghĩ hai đứa lại có cảm xúc nhanh đến như thế. Hình như đây là một trong tiếng sét, ta gọi là tiếng sét ái tình ha. Thần tình yêu đã xuất hiện rồi. Gần như là hai đứa đã gặp nhau từ lúc nào rồi đó. Nhìn ánh mắt hai đứa chúng ta thấy được cái tình yêu trọn vẹn nó nằm trong đó. Và hy vọng chúng ta hãy nuôi dưỡng cái tình yêu ấy, nuôi dưỡng cái yêu thương ấy, để cho nó đông đầy cái cảm xúc, đông đầy cái sự yêu thương, và chúng ta sẽ tiến hành đến cái chuyện hôn nhân nhá. Đúng rồi. Hôm nay có hai bên gia đình rồi, chúng ta chứng kiến tất cả mọi thứ, thì mong rằng hai gia đình sẽ cùng nhau hỗ trợ để tình yêu của mấy đứa nhỏ nó đẹp, thiệt là đẹp nha. Rồi hai đứa bạn trộn nắm tay không hề, nó không rời mà nó bóp cái tay mà nó không rời luôn, nó bầm tay nhỏ luôn á. Coi chừng là nó đông máu luôn đó con. Chúc hai đứa sớm tìm hạnh phúc của mình nha. Rồi chúc mừng. Rồi chúc mừng tụi con. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có niềm vui đầu tiên thưa quý vị, một cặp đôi rất là đẹp. Và cầu chúc hạnh phúc, bình an và thành công sẽ đến với những đôi trẻ như thế. Công việc hiện tại của em là DJ. Và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Biết cân bằng giữa công việc và tình yêu chị. Có quan tâm không? Có, giờ nó không đâu được rồi. Đúng rồi, phải có. Dạ. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang. Và buổi giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Mời nhà trai. Mời anh trai. Mời đàn gái. Trời ơi. Anh ngồi đi cưng. Bây giờ em giới thiệu về mình đi em trai. Đầu tiên là con xin chào họ nhà gái ạ. Chào anh MC Quyền Linh, chào chị MC Hùng Vân. Đời. Và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình qua phim trường cũng như là màn ảnh nhỏ. Em tên là Nguyễn Kim Thuận, hiện em 27 tuổi và đang công tác tại phòng nhân sự công ty thời trang tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài việc làm ở phòng nhân sự ra thì em có kinh doanh thêm một nhà hàng hải sản ở quận 7. Dữ luôn á. Mình giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Huyền Nga, em 25 tuổi, em đến từ Đà Lạt và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Công việc hiện tại của em là DJ và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Bây giờ Vân, chị muốn hỏi lý do sao em lại tham gia chương trình này. Bởi vì em vừa xinh đẹp, công việc lại rất là tốt. Nếu như là em làm cả hai cái việc như vậy thì cái môi trường nó sẽ rất quen với nhiều người. Thì lý do gì lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em nghĩ là chắc ai cũng nghĩ giống như chị á. Em xinh đẹp nên chắc ai cũng theo đuổi hay gì kia. Cho nên là không ai theo đuổi em hết. Không ai theo đuổi em hết. Thiệt luôn hả? Dạ. Vậy thì sẵn đây mình nói luôn cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em lâu lâu thì em cũng hơi hài hước. Và em cũng chăm chỉ nữa. Em cảm thấy em chăm chỉ làm việc, em thích đi làm lắm. Điểm yếu của em thì em bị nhạt. Chứ mình định em bị nhạt là sao? Dạ, bạn bè của em á, bạn bè đồng nghiệp á chị. Em hỏi là ê, bà có thấy tôi có gì xấu không ạ? Tôi thấy bà nhạt lắm. Trời ơi, bạn nào mà ác dữ vậy? Em rất là duyên dáng. Em hát ok không? Ngoài dạ. Cái DJ ra em hát hay không? Dạ không chị. Dạ không chị. Ơi, bạn Nam ơi. Dạ, chào chị Hương Vân ạ. Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em có thể thích đứng được với những môi trường. Có nghĩa là quăng em vô môi trường nào em cũng tồn tại được khá là ổn với môi trường đó. Điểm yếu là rất là ham việc nên đâu đó là nó bị dễ bị stress á. Những lúc mà stress vậy thì em có sở thích là thường là chui những cái xích đồ á. Mặc dù không phải là mua nhưng mà chỉ cần hửi đồ mới thôi là cảm thấy mình refresh lại bản thân. Ồ vậy hả, em thích cái là ghiền hửi đồ mới. Dạ đúng rồi. Khoái đó, tôi lục đồ tôi khoái ngửi cái mùi lông não á. Dạ. Em có cái nhược điểm gì không hay là
cái tính xấu gì không? Tính xấu của em là hiện tại là em cảm nhận em ngủ hơi nhiều. Không, em nên ngủ nhiều. Em nên ngủ nhiều, ăn nhiều chút xíu. Chị ước gì mà chị với em á trộn lại chi đôi ra là chị em mình phọt đẹp luôn. Lý do gì mà một ông chủ trẻ măng và rất là tài giỏi thế này lại đến tham gia chương trình? Em đã trải qua mối tình được khoảng 6 năm và đã chia tay hơn 1 năm rồi. Lý do em tham gia chương trình này là tại vì em nó ở bên ngoài em đi làm suốt nên không có thời gian để tiếp cận được hay là tiếp xúc với bạn nữ. Cái vấn đề mà em chia tay với bạn gái em là lý do gì? Em quen là sau khi học đại học, mà hai đứa tốt nghiệp đại học thì bạn nữ đó có đi du học ở bên Đức làm bác sĩ. Thì du học khoảng 6 tháng thì hai đứa có những cái định hướng khác nhau trong cuộc sống á chị. Nên là hai đứa cũng vui vẻ để phát triển định hướng riêng của mỗi đứa. Con gái mà làm DJ ấy, em có ngại không? Dạ thật sự em không có ngại gì, thường ngày em cũng nghe nhạc Vina House. Cái hình mẫu lý tưởng mà em đặt ra cho mình là như thế nào? Em không còn tin cái hình mẫu lý tưởng hay cái gu của em nữa. Tại vì cái bạn nữ trước em quen là hoàn toàn khác với những cái gì mà cái gu em đưa ra luôn. Nên là hiện giờ là em chỉ mong là bạn nữ mà sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, chia sẻ với nhau nhiều hơn về định hướng. Nhưng mà cái gu trước thì em đặt ra là như thế nào? Là gu trước của em là mình dây tóc dài. Mình dây tóc dài có luôn. Dạ. Sao nữa? Dạ cho em nhìn trước được. Không, em chưa được nhìn, ông Linh nhìn trước. Rồi còn gì nữa? À, thông minh. Thông minh có luôn. Tư duy. Trời ơi, cô DJ xinh xắn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em có thể diễn tả cho anh biết được không? Em không có yêu cầu nhiều. Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 52. Khoảng 53 trở lên. Này hơn. Này đạt, này đạt. Đạt luôn. Đạt. Là không dễ. Không phải, ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60-65 thôi. Tại vì lỡ em còn đi guốc nữa thì là bằng. Cho em đi guốc. Bây giờ đàn ông cũng có giày độn mà. Chăm chỉ. Chăm chỉ thôi trời, ta làm ông chủ. Tại em không thích bạn trai vô tâm. Bạn trai bên đây nghĩ chắc không vô tâm đâu. Bạn rất là quan tâm đàn khác. Em muốn đàn ông là phải biết cân bằng giữa công việc và tình yêu chứ. Có quan tâm không? Có, giờ nó không nói được rồi. Đúng rồi, phải có. Dạ. Em gái đi với ai? À dạ, hôm nay em đi với mẹ của em. Dạ, cô thấy mẹ, sao cô? Mẹ có ý kiến đi mẹ. Cũng tùy ở các con tìm hiểu với nhau. Giờ thì không biết hợp hay là không. Cho bạn nói đi. À, anh có lãng mạn không ạ? Tùy những trường hợp thì mình sẽ... Bạn em thích một người đàn ông lãng mạn. Từ lúc nhỏ á, bạn em đã coi phim Hàn Quốc rồi, mê lắm. Nên thích đàn ông lãng mạn. Thật sự phim Hàn Quốc mình cũng rất là thích. Dạ, tại vì bạn của em rất là nhạt, không có hiểu để chia sẻ nhiều á, nên bạn cần một người chững chạc, quan tâm và nói nhẹ nhàng. Sợ mà người đàn ông nào nói lớn tiếng. Anh có hút thuốc không ạ? À, có, nhưng mà ít. Bạn của em rất ghét đàn ông hút thuốc. Mà đây hút ít thôi. Coi bên nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ của em. Chào cô. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Mẹ thấy con bé này được đó thần. Con có hai đứa tìm hiểu về tiến tới đi con. Ơi ơi, con coi đừng tiến tới. Đàn trai nói vài câu với đàn gái đi. Hai người phụ nữ dễ hiểu nhau. Chị, cho cháu nó tới tìm hiểu với nhau đi. Tự nhiên em thấy hai đứa nó cũng hợp lắm đó. Thấy con bé dễ thương. Cũng tùy các cháu mà đồng ý thì chị cũng... đồng ý, nếu mà chị nói vậy thì em cũng cảm ơn chị. Hai bà xui ôm nhau một cái coi. Ôm nhau luôn cái nào. Coi đó. Trời ơi. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Trước khi đến chương trình thì anh có chuẩn bị một phần quà cho em. Là món bò lúc lắc anh làm ở quán anh. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Cảm ơn bạn. Đây là món mà mình rất thích, thích nhất trong các món ăn mình. Cái món này là cái món mà em nấu ngon nhất đây. Và em nấu ngày nào em nấu cũng được ý. Dạ, cảm ơn em. Bạn em chia sẻ là em không thích đàn ông hút thuốc. Mà anh kêu là anh hút thuốc đúng không? Anh hút ít thôi, những lúc mà anh làm đêm á thì tại vì quán hải sản của anh là mở từ chiều cho đến sáng hôm sau luôn, nên là anh thức gần như thức coi cái quán, nên là những lúc mà buồn ngủ tí thì anh có dùng thôi. Không, nhưng mà em thì em không có cấm, miễn sao đừng hút trước mặt em là được.
không, anh phải rõ ràng cho vấn đề này, có nghĩa là có hút là có hút, còn không là không, chứ còn nếu hút sau lưng em thì nó đã là một vấn đề khác rồi. Dạ. Bây giờ nói chuyện hút với lại ăn uống không vậy? Chuyển đề tài tình yêu đi, trời ơi. Em có thể chia sẻ những cái định hướng của em nếu mà hai chúng mình tìm hiểu. Nói chung là vì hồi nhỏ đến giờ thì mẹ em cũng khá là chiều em. Nên là với việc nội trợ thì em không giỏi lắm nhưng em vẫn biết làm. Nội trợ thì hiện giờ anh đang học nấu ăn, cũng nấu được một số món Việt Nam. Dạ. Cỡ miền Tây cũng nấu được. Dạ, nhưng mà sau này nếu mà có tiến tới xa hơn thì em sẽ cố gắng học. Tại vì em cũng thích làm lắm. Còn công việc của em á, thì tất nhiên là em cũng muốn phát triển nó xa hơn nữa. Em không nói về vấn đề đi chơi, nhưng mà công việc của em là làm buổi tối, thì anh có suy nghĩ gì không? Không sao. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang vào buổi giờ hành chánh, và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Giữa anh với em có một điểm chung là anh có thể kết hợp những cái buổi nhạc hay những cái đánh DJ trong đêm đó, thì anh với em có thể tương tác với nhau được trong vấn đề đó, nên không vấn đề gì cả. Em thì em hay ghen lắm. Cũng vài lần em chia tay là vì em hay ghen. Ví dụ như em thấy mà bạn trai của em á, mà ví dụ như là có bạn gái, là bạn thân là con gái, thì em cũng không thích điều đó luôn. Em hay bị khó chịu á. Em mà nhiều lúc em khó chịu mà em tức, em chỉ im im ở đây, xong rồi tức xong em không muốn nói ra, xong cứ hỏi em là em quọng. Em biết tính đấy tính xấu, em cũng ráng sửa. Nhưng mà nếu mà anh có thể chấp nhận hoặc có thể thay đổi được em thì... Ok, như vậy thì anh sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của anh luôn. Về anh thì anh sống khá là tình cảm trong mối quan hệ về bạn bè cũng như gia đình. Đối với những mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp thì anh khá là tình cảm rồi. Những mối quan hệ của anh là nó khá là thân với anh luôn. Cả những bạn nữ hay các bạn nam, có thể nói là những người rất thân với anh trong là những bạn nữ. Còn vấn đề ghen thì anh nghĩ thì ghen là chỉ có vậy thôi. Ví dụ anh mà đi lén phán thì đi chách chít thì đó nó đúng thật sự là em ghen, là ghen đúng. Hiện giờ anh 27 tuổi thì anh hy vọng là nếu có cơ hội hai đứa mình tìm hiểu thì khoảng 1 năm đến sau 2 năm thì anh sẽ suy nghĩ đến vấn đề đó, là vấn đề cưới. Em cũng tính là cỡ khoảng 3 năm nữa thì cưới. Nhưng mà thì mình tìm hiểu nhau mà thấy hợp quá thì mình cưới luôn cũng được không sao? Ok, cảm ơn. Thôi. Chúng ta để tay mình nút bấm đi. Bây giờ bắt đầu. Nó bấm luôn, nó không cần chờ tôi đếm luôn kìa. 1, 2, 3 có bấm không? 1, 2, 3. Nữ không bấm. Tại sao lại không bấm? Không sao, mình cứ nói lên quan điểm của mình. Em chưa có cảm giác. Chúc cho hai em sớm mỗi người tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Đây là một món quà tặng riêng cho bạn nữ, bộ son môi Yurika của Nhật Bản với thương hiệu thép Vinakiri tặng riêng cho bạn. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ nhì ngay lập tức. Dạ, em tên là Nguyễn Việt Hà, em năm nay 24 tuổi, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ba mẹ em thì ở Vũng Tàu. Hà đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng, điện thoại viên của nhà mạng Vietnam Mobile. Hiện em đang làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở Tân Bình. Tân Bình. À, tôi lên, đang hơi căng thẳng chút xíu ha. À, 24 tuổi ha, nhân viên là điện thoại. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên là Trần Văn Mỹ, hiện tại năm nay em 24 tuổi và em đang công tác tại Trung đoàn 97, Sư đoàn 370 của Quân chủng Phòng không Quân. Nghề nghiệp chính hiện tại của anh đang làm công tác trong đơn vị là làm cơ giới trên không. Cơ giới trên không là sao em? Dạ, là một người nắm về kỹ thuật
vợ máy bay trên ở khu ở trên không ạ. À, tức là em ở trển không á đúng không? Dạ. Không có lo gì là vậy. Dạ. Hà, ưu điểm khuyết điểm của em là gì Hà? Dạ em có vài cái vừa ưu điểm vừa khuyết điểm không chị? Dạ em nói nhiều, em nhây, em lầy. Cái mức độ như thế nào? Dạ ví dụ có một vấn đề đi. Ví dụ như chị hỏi quả trứng hay có trước hay con gà có trước là em nói cho chị đến sáng luôn, vẫn chưa biết là con gà có trước hay quả trứng có trước. Dạ thấy là hơi rối rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn em biết quan tâm người khác, em rất là ga lăng với mấy bạn nữ xinh đẹp. Rồi thích gái đẹp là được rồi chị. Thích gái hay thích trai? Dạ thích trai chị. Thích trai xong ga lăng với trai. Trai phải ga lăng với mình với chị. Dạ em còn biết rap nữa. Rap. Dạ. Thì hôm nay em đến chương trình em sẽ tặng anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và anh cha bên kia, và cũng như tặng thầy các bạn bài Ngày Anh Nhớ Em. Vì chuyện này biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất mà em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới để yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đó mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, muốn anh về với em. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nó làm cuộc sống em lấm lem. Những lời nói vô bài tình cảm, anh đừng nghĩ em cắt cớ. Em có thể đánh phần trái tim bằng từ nhờ ơi nhớ xót nhớ. Nè em ghét ông trời cho anh và em gặp gỡ, sau đó bắt hai ta xa nhau như hai. Em ngon lời chị. Âm đàn hát được bài nào đó để đáp lại cái rap bên kia đi. Ồ, có đàn nữa hả? Mình thì mình không không đọc rap được hay như bạn đâu. Mình chỉ dạ. có thể hát được cái những cái bài nó đơn giản thôi. Rồi hy vọng là bạn sẽ thích bài hát này. Dạ, có người tặng là thích rồi anh. Bài suy nghĩ trong anh nhá. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là thương thương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngân ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Em rụng tim rồi chị. Em rụng tim rồi chị. Rụng tim ha. Rụng tim rồi đó. Treo tim nó lại đi em, khoan rụng đã. Bây giờ Mỹ nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ về ưu điểm của em thì em là một người rất nhiệt tình cho công việc và vui vẻ, hòa đồng. Và có cái tính cách là mình rất là làm mà mình thích là mình làm. Thích thì làm. Có những cái khuyết điểm gì không? Về khuyết điểm của em thì em cũng rất là dễ nóng tính. Vì ức chế quá thì mới bộc phát ra thôi. Thế còn bình thường thì em cũng không bộc phát được nữa đâu. Dạ mẫu người lý tưởng của em trai hàng không chị? Còn để mà lấy làm chồng á chị thì chỉ cần ưa nhìn là được. Đẹp quá chồng người ta chị ơi. Chỉ cần 1m7 thôi, 6'6 cũng được. Mét mấy Mỹ? Dạ may 1m7 em. Không, cũng được. Thằng em thích cô gái như thế nào? Thì từ chân của em thì em thích một cô gái dễ thương mà vui vẻ, hòa đồng. Ngoại hình sao em, ngoại hình? Về ngoại hình thì cũng dáng cao khoảng 1m6. Anh ơi tròn tròn được không anh? Hả? Mập mập tròn tròn được không anh? Chứ em mập lắm á, em gần 60kg lần á. Thì mập mập thì cô ôm thì cũng thấy cũng được. Được đúng. Tiêu chuẩn gì nữa không? À, tiêu chuẩn của em thì cô gái mình nghĩ là ba vòng phải 90. 90 đều hết đúng không? À, không đâu. Sao? 90, 70, 90. 90, 70, 90. Cao 1m6. Nhắc qua hậu luôn rồi qua. Qua tôi kiểm tra coi 90 thế nào nha. Dạ. Ô trời ơi. Anh ơi em bị dư vòng 2 rồi anh. Không sao. Tất cả mọi thứ bây giờ không quan trọng nữa. Xin thông báo đàn trai, đàn gái rất là xinh. Em gái. Dạ. Em có nghĩ rằng lúc nào đó em sẽ yêu một quân nhân, một sĩ quan chuyên nghiệp ở quân đội nhân dân Việt Nam không? Dạ em cũng không nghĩ tới, mình có là tin vào cái duyên đi anh. Tại vì anh hai em cũng là hải quân. Ồ, dạ. Wow, hay quá. Dạ. Còn ba em có làm gì trong... Dạ ba em cũng là hải quân về hưu. Hải quân về hưu luôn. Dạ đúng rồi. Hải quân kết hợp với không quân là dữ rồi nha. Trên không và trên biển luôn. Anh thấy bên đây cũng là một chàng gọi là quân nhân dễ thương ha. Còn chúc em sẽ kiểm tra mọi thứ. Dạ. Đàn gái, ok.
Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ anh đi trực đêm hoài đó, ví dụ đột xuất anh đi trực vậy rồi em có ghen không? Đi trực mà ghen gì chị, vô bộ đội tại con trai không ghen gì chị ơi. Nhớ nha. Em cần ghen, ghen gọi là em ghen vui không chị? Ví dụ lâu lâu lục điện thoại ra thấy tin nhắn, anh nha anh nhắn con này khi nào. Trời ơi, kiểm tra điện thoại người ta luôn hả? Dạ ý là mình vui, mình lướt vui thôi chị, vui thôi. Vui có ý đồ dạ, phải không? Dạ ghen vui thôi. Và bây giờ là cái điều gì mà cái điều em không thích nhất ở người bạn gái? Điều em không thích nhất chính là sự giả dối. Lấy nhau về thì em định sẽ vợ chồng sẽ sống ở đâu? Dạ vì cũng đặc thù công việc của mình, hai trực trò cũng hay ở đơn vị nhiều á, thì em cũng có thể hy vọng vợ chồng á có thể ở cùng với nhau ở dưới Cần Thơ. Ở Cần Thơ? Dạ. Là hiện tại em đang công tác ở Cần Thơ. Dạ vâng, em đang công tác ở Cần Thơ. Nếu tình yêu đủ lớn là mình vẫn đi theo chồng được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cho dù em ở xa cách mấy thì anh Mỹ vẫn tới được, bởi vì ảnh là phi công lái máy bay. Rồi, anh tặng em đúng không ạ? Dạ em cũng có món quà tặng cho anh. Rồi, anh có thể em mở ra được không? Dạ em đeo cho anh nha. Dạ đây là vòng tay bình an. Hy vọng là anh ở đâu làm gì thì mình đang là trên hết. Thầy, anh cảm ơn em. Thì đây là bó hoa mà chính tay anh tự làm. Thì anh muốn gửi đây em. Anh cảm nhận như em. Đối với anh thì em là một cô gái rất là xinh đẹp. Em cũng mong. Và qua cách nói chuyện anh lúc đó anh cũng không tưởng tượng ra em sẽ là khuôn mặt của em, hình dáng của em sẽ như thế nào. Nhưng mà trong đầu anh tưởng tượng ra em là một cô gái rất là hoạt bát, vui vẻ. Và cũng có rất là có năng khiếu trong cái việc hát đó chứ nhỉ. Em con nít lắm á, anh chịu được không? Anh thì rất là khoái con nít cơ. Vì con nít thường nó hay bám anh nhiều lắm. Em thấy anh thì cũng chững chạc, hát cũng hay nữa anh. Em rụng tim nãy giờ rồi. Bây giờ cái chuyện hẹn hò trong tương lai như thế nào nè? Trước mắt thì em vẫn ở lại Sài Gòn, thì không biết là những lúc anh về phép tranh thủ thì anh có lên được Sài Gòn không, hay là anh chỉ ở dưới Cần Thơ thôi? Vì Sài Gòn ở trên này không có mục đích để em đến. Nhưng nếu như em đã là mục đích của anh thì anh sẽ thường xuyên về đây hơn. À, anh có tin vào tình duyên không? Anh nghĩ anh sẽ tin vào nó. Dạ em là một đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Người thiên về tâm linh nên em rất là tin vào cái chữ duyên chữ nợ. Yeah. Em muốn coi gì không? Coi tướng coi gì chị kêu anh đứng lên cho em coi. Đứng lên cho cổ coi coi. Coi kỹ nha, coi hợp không? Dạ, anh nắm lại đi, em biết tên em rồi đó, anh nắm đi. Rồi, xong rồi đó. Ủa là sao? Dạ là đưa tay, đưa tên em vô trong tay anh nắm luôn á chị. À được rồi đó dạ, hả? Dạ, gieo duyên á chị. Em, bây giờ em ghi tên vào tay anh rồi á. Nhưng bây giờ anh xin phép được nhét vào trong chỗ này được không? Dạ, anh nhét vô tim nha anh. À, nhét luôn nha. Dạ, ở đây nhét chặt lại nha. Thôi, tôi đi về luôn cho rồi. Dễ sợ. Ngày hôm nay là một kỷ niệm tuyệt vời, thì bạn có thể làm một cái điều gì đó quyết liệt hơn một chút xíu. Thật sự anh hy vọng có thể được nói một lời rằng là cho anh được làm quen em nhé. Dạ. Chị em nếu là có thể gặp nhau chào nhau bằng một cái ôm thì hy vọng anh có thể một cái ôm nhẹ nhàng nhé. Dạ được ạ. Để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta đã trao nhau nhiều câu chuyện, nụ cười, ánh mắt, thậm chí một cái ôm rất chặt. Và bây giờ hãy nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nha các bạn. Chúng ta bấm nút nếu như tim mình rung động, còn như tim mình chưa rung động, không cần bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng động lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Đấy. Hãy xin phép mẹ của bạn nữ để được tiến hành cái thủ tục đầu tiên tại sân khấu bạn muốn hẹn hò. Dạ, cháu chào cô, gia đình. Thì cháu rất vui là hôm nay được chương trình tạo điều kiện để lên được sân khấu ngày hôm nay á. Thì cũng được quen biết em Hà. Và hy vọng rằng cô cùng người nhà có thể cho phép cháu được làm quen với lại em Hà. Anh xin đi, mẹ em khó lắm đó. Dạ, cô cho xe cháu được không ạ? Đồng ý, cô đồng ý. Tôi cảm ơn cô ạ. Đấy. Hôn. Bây giờ hàng hôn lại mới rụng tim nè. Nãy giờ em nói em rụng tim đó. Hy vọng rằng cuộc hẹn hò này sẽ thành công. Một ngày sớm nhất chúng ta sẽ được nhắc tên ở trong chương trình này, bởi vì các bạn gửi thiệp cưới chúng tôi nha. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng còn quen mình sẽ thích.
xa, quá sức luôn. Tim mình có rung động gì không? Dạ, nó đập loạn nhịp em. Thấy cô ấy làm sao? Dạ, nhìn thì nó đập nhanh hơn, cứ nhìn sao vô đập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp rồi ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp quá vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái không? Em tên là Nguyễn Quế Anh, năm nay em 23 tuổi. Dạ em là nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc và sinh sống tại Tiền Giang. Tiền Giang là hôm nay lên đây quay chương trình rồi về lại Tiền Giang hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Đình Linh. Chào bạn nữ bên kia, chào khán giả bên dưới ạ. Dạ, em tên là Quốc Triệt, 23 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, em quê ở Bến Tre, hiện thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia Tiền Giang, hợp dạ. Lý đó hả? Dạ, cách có cây cầu. Đúng rồi, đâu có cầu. Dạ có à. Dạ, nay là cầu rồi. Nay là cầu rồi chú. Dạ. Cầu đặc hiểu. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì Việt? Của em muốn giống không biết ưu điểm của em là như thế nào nha chị. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì theo người nhiều người đánh giá thì nó hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Trời ơi. Ghê 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 ghê. Để hồi tôi qua tôi coi mà không đẹp trai là chết với tôi. Chút chị kiểm tra giùm em. À, chút xíu chị kiểm tra giùm cho. Có tật xấu gì nữa không? Dạ, tật xấu là đẹp trai. Thôi bỏ qua đi. Tính em thì hay quên thôi. Với thêm ngủ nướng nữa. Hay ngủ nướng. Bà ngủ nướng ngày bữa chủ nhật thôi. Còn em, bà em có ưu điểm, khuyết điểm dạ, gì anh? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích trẻ con. Tại lúc qua thì khuyết điểm của em nó hơi thẳng tính xíu. Với lại có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nữa. Nên là em không có bạn trai. À, không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á thì em cũng có quen một bạn hồi sinh viên. Mà bạn đó em không có công khai trên Zalo hay Facebook gì đó. Bạn ấy thì ở quê, em thì học ở Cần Thơ lận. Cho nên là bạn ấy lại tính lăng nhăng, không có định hướng cho tương lai. Em không thích và chia tay với bạn đó. Là một bạn đó thôi, hồi đi học đó thôi. Dạ. Sau này thì cũng có tìm hiểu một người nữa chị. Nhưng mà em do em ít xài á mạng bây giờ, xã hội. Bây giờ có xài không? Dạ, bắt đầu xài lại rồi chị. À, bắt đầu xài lại phải không? Là bắt đầu có bạn trai đó. Dạ, em hy vọng vậy. Rồi, bạn trai. Đẹp trai quá chắc nhiều mối tình lắm phải dạ. Không? Chính vì đẹp trai nên chưa yêu ai vậy. Chưa có bồ luôn. Dạ, chưa có bồ. Thiệt luôn. Dạ, dạ. Có để ý cô nào chưa? Dạ, thích thì có. Tại sao thích mà không tới? Do lúc mà em đi học thì em ước mơ mình là thành một game thủ tiềm năng nên là em chỉ chuyên game thôi. Thích người ta nhưng mà mình lại tập trung vào game. Tức là mê game hả? Dạ. Mê gái đó, đúng không? Dạ, đó là điểm chung của game thủ ạ. Hello hot boy. Dạ. Khuyết điểm đẹp trai quá hả? Dạ, có đẹp không chị? Trời ơi, em đâu phải gu chị, phải để cô bên này cô nhận xét chứ. Sao rắc rối quá vậy? Sớm thì em định mặc áo sơ mi lên thôi chị. Nhưng mà em lên gặp bạn nữ em run quá nên mặc áo nó phát vô để bước run. Cũng lạ người ta quá ha. Rồi biết hôn không? Ủa, hôn ba mẹ thì có mà chị. Chưa có hôn bạn gái bao giờ, giờ có biết hôn không? Chắc tập từ từ rồi chị. Có coi phim thấy người ta hôn chưa? À không, em đó giờ ít coi phim luôn. Nhưng mấy cảnh hôn chắc không có coi, chưa coi. Chưa coi luôn à, có nhưng mà chưa coi kỹ á chị. Trời đất ơi, rồi bây giờ em muốn người cao thấp mập ốm như thế nào? Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Với điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích mỗi người bạn gái hay ghen thôi. Lạnh lắm hả? Dạ lạnh lắm. Giờ muốn nóng không? Thôi để lạnh đi chị. Lạnh gì thở dữ vậy? Em căng thẳng mà chị. Rồi em hít đất cho chị coi 5 cái coi. Cho nó ấm lên này, nó dễ nói chuyện chứ lát dạ. Mở ra nói chuyện bạn gái rung vậy kỳ lắm. Hít đất thì nhịp tim mới tăng đó chị. Không có mà nó đỡ lạnh. Hít ta vô đó chị. Đúng rồi. À, em xin phép hít một tay. Trời ơi ghê 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 ghê. Cha võ công cao hả? Ấm chưa, ấm chưa? Nhịp tim nó tăng cao. Máu gì nhóm máu gì? Dạ, em chưa biết nha chị. Thấy mặt đỏ quá vậy, ngồi ngồi xuống đi cưng. Ủa mà là chơi game không rồi giờ có cái gì để chuẩn bị lấy vợ chưa? Dạ, hiện tại thì em đi làm chị. Nhưng mà có bạn gái thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để hướng tới hôn nhân. Bao lâu nữa thì đám cưới được? Khi nào bạn nữ sẵn sàng vậy? Bây giờ sẵn sàng rồi đó, bao lâu em mới có tiền lấy vợ? Dạ thì chắc là 1-2 năm thôi chị. 1-2 năm là nhiều nhất thôi chị. Rồi. Thở dữ vậy? Căng quá chị. Đây đặt lạnh hả cưng? Làm gì sợ đàn gái dữ vậy? Để em lo. Dạ. Dạ cảm ơn anh ạ. Để coi đàn gái sao mà
qua hành hạ đàn trai dữ vậy? Tôi qua bắt đàn gái hít đất luôn. Xin chào chú Huyền Linh. Chào con. Chú là thần tượng của con. Ồ vậy à, cảm ơn con. Con ở huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phước đó chú. Tân Phước đi qua sông rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Về Gò Công qua sông đúng không? Dạ. À, như chú có tới nhà con rồi đó. Dạ. Nhưng đúng mà không? Con không có thấy chú. Thấy là con xin tấm hình làm kỷ niệm rồi. Chúc chú cháu mình chụp chung nha. Dạ. À, bạn trai bên đây rất là dễ thương, hiền lắm, nhút nhát nữa. Con có thích người đàn ông mà không có bản lĩnh không? Bản lĩnh thì tự mình làm sẽ có. Con cố gắng được, con sẽ làm cho bạn nó có bản lĩnh. Nói chơi thôi chứ chơi game bạn này bản lĩnh lắm. Chỉ có tán gái nhút nhát thôi, như thế mới được. Còn như trai mà cứ gặp gái tướp là không được ha. Rồi bây giờ nói cho chú nghe coi, con thích bạn trai thế nào? À, ngoại hình thì giống chú Huyền Linh là con thích lắm rồi. Giống không? Giống rồi, nhỏ giống chung, trăm phần trăm. Hồi nhỏ chú đẹp trai giống vậy đó. À, gì nữa? Người bạn trai biết chia sẻ, thông cảm với người phụ nữ. Tại vì công việc của người phụ nữ cũng rất nhiều rồi. Khi mà về nhà thì việc nhà nữa, thật sự là rất là mệt mỏi. Sau này bạn ấy là một người chồng, một người cha mẫu mực, sẽ làm niềm hạnh phúc cho người phụ nữ. Đúng rồi. Bạn này có làm được không? Theo quan điểm của em, nếu mà bạn làm việc nhà thì em không bao giờ để làm bạn làm việc nhà một mình à. Phải không? Người ta làm mới đứng chơi game đi. Game mà bỏ rồi anh à. Bỏ rồi nha. Dạ. Bạn ơi, bạn có gia trưởng lắm không? Mình không gia trưởng rồi. Gia trưởng chứ không phải gia tưởng. Dạ em. Gia trưởng đó là dạ em, bên tre phát âm sai à. À. Không, bạn này không gia trưởng đâu. Bạn này nhát lắm. Bạn có yêu động vật không? Có, mình rất thích động vật luôn. Mình cũng vậy. Thích con gì? Dạ, chó hay mèo. Con thích chó. Đây cũng thích chó. Thôi để hai đứa tự tìm hiểu nhau. Cái nào cũng dễ thương hết trơn á. Dạ, đẹp trai mà. Đẹp trai quá ha. Không, nó có duyên lắm, nhìn nó duyên lắm. Rồi, được. Bây giờ đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Con gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ, với chị ruột và một người đồng nghiệp nữa. Rồi cho chị gặp mẹ nha. Chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả có mặt trên trường quay. Cháu trai hôm nay thì thấy cũng hòa đồng, nói chuyện cũng dễ nghe. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cũng hiền, cũng được. Theo cô gái cô có nên bấm nút không? Thì nó thích rồi nó bấm. Bao lâu nữa cô gả được cô? Chừng nào cũng được, ví dụ như gần đây cũng được. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Chứ cô nói hẳn trực tiếp với cậu đó đi, chứ cậu đó có mê game nhiều khi bỏ con mình đó. Thì cũng khuyên cho cháu hả, nếu mà lập gia đình thì cũng lo sắp xếp chuyện nhà, bớt chơi game lại. Dạ, chơi game là lúc mà con đi học thôi. Chứ dạ, lúc bỏ mà, rồi. Lúc mà đi làm thì không có chơi game nữa. Tại vì nếu mà chơi game thì không đi làm được. Biết rồi, lo gia đình, lo vợ, lo con vậy đó là quý rồi. Ở dưới Tân Phước có ruộng vườn gì không cô? Cũng có ruộng chú. Làm mấy con ruộng cô? Dạ ba công. Có vườn không cô? Dạ không. À, có làm ruộng nổi không? Dạ, nhà em làm ruộng. Nhà em ruộng luôn hả? Dạ, Bến Tre mà. À, cũng có ruộng luôn. Nói chứ Bến Tre ghé ngang Tiền Giang là gần ha. À, đi rồi. Qua sông mới tới rồi. À, rồi cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với chị họ của em ạ, hay anh đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào chị. Dạ, em chào MC Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào em. À, dạ, em là chị họ của Việt. Theo em nhận xét bên này thì bé gái bên này thì xinh xắn, nói chuyện rất là dễ thương, vui tính. Còn Việt nhà chị thì đúng theo ý em diễn tả em muốn luôn á. Thì Việt rất là thật thà, sống rất là nhiệt tình với mọi người. Sau chương trình này á, thì chị cũng muốn là có ai đó giúp đỡ Việt thoát khỏi cái cảnh cô đơn trong nhiều năm qua. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ cho hai trẻ gặp nhau ha. Rồi, mở rào. Rồi, nhìn nhau đi hai bạn. Ủa, vẫn còn lạnh hả em? À, chào bạn ạ. Mình có một anh em đi, bạn. Anh em đi, nó thân mật. À, anh không biết là em có thích qua gì, nhưng... Cảm ơn anh, hoa hồng rất là đẹp. Nhưng mà anh chắc chắn em thích muốn ạ. Gì vậy? À,
có cái đẹp dễ thương quá. Ấn tượng đầu tiên của bạn về mình thì bạn thấy anh, em thấy như thế nào? Em thấy anh là một người có cá tính, mạnh mẽ. Em hy vọng sau này chúng ta có thể bước trên một con đường. Tặng quà cho bạn Nam đi. Mới có tặng cái bó hoa mà hy vọng bước chung con đường rồi. Từ từ cô ơi. Chắc con nôn quá. Đó. Đây là một quyển sách nói về hạnh phúc. Hy vọng là anh đọc quyển sách này thì nhớ sẽ em. Anh sẽ đọc không sót một trang nữa. Ôi. Nhớ nha, đọc không sót trang nào nha. Tay đang một lục không? Đọc hết cuốn này đi, còn nhà còn trăm cuốn nữa đó. Rồi, con cảm nhận là còn trăm cuốn rồi. Dạ ít lắm anh, vài chục cuốn à. Em rất là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nếu mà chúng ta có hẹn hò được đó, thì anh sắp xếp như thế nào? Tại vì công việc của anh ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em ở Tiền Giang. Quê của anh với em gần nhau mà. Trú từng anh thường chị quê. Mà anh phải về Tiền Giang được mới về Bến Tre. Nói chung là cuộc sống của em thì nó đơn giản lắm. Chỉ cần ai tải cho em một sự lãng mạn nhẹ nhàng là được rồi. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Em cảm thấy bối rối khi gặp anh. Anh cũng bối rối khi gặp em. Anh nhớ tên em không? Chết mồ. À, hồi đầu anh nói mà tính anh hay quên. Cho anh một phút nữa. Đó. Chết rồi chưa? Thôi không làm khó anh nữa, em tên là Nguyễn Quế Anh. Anh tên là Việt. Trời ơi, dở ẹt. Không hỏi lại em nhớ tên anh không? Trời, em không muốn làm bạn nữ bối rối như em nha. Trời ơi, dễ thương. Thôi giờ để đỡ bối rối ha. Em gái hát tặng cho bạn trai cái đi cho nó đỡ bối rối đi nào. Em nghĩ là tình yêu rất là diệu kỳ, nên em sẽ tặng mọi người và bạn trai một bài hát mang tên là Tình Yêu Diệu Kỳ. Một đoạn nhỏ thôi, tại em hát không hay, nhưng mà em thích hát. Nhưng hết anh thích nghe em hát. Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim em đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về em. Anh không biết thì sau giờ phút nữa em có bấm chuông hay không? Chuông đâu bấm? Chuông rồi sao vậy? Rồi đây làm như Lan và Điệp chứ bấm chuông. Nhưng mà mình đến đây có một cái duyên. Anh thì có tăng động cái gì đó. Hãy cho anh cái cơ hội được tìm hiểu em. Cho anh cái cơ hội được ghé Tiền Giang. Không có cho cơ hội nào cho tên nào không nhớ mà cơ hội gì. Đó, tại bây giờ này nhớ rất là khắc sâu. Khắc sâu chưa? Dạ, khắc sâu. Cô ấy tên gì? Quế Anh. Tim mình có rung động gì không? Dạ, nó đập loạn nhịp anh. Thấy cô ấy làm sao? Dạ, nhìn thì nó đập nhanh hơn. Cố nên nhìn xa hơn cho tập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp vậy ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp hoài vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái ấy không? Để tôi cầm giùm cho. Nhớ tại em nha. Ừ. Tới nắm tay Hoàng nói như thế nào đó. Thế mình đừng nắm tay em. Dạ, con xin phép được nắm tay bạn ấy. Anh không hứa được gì hết, nhưng mà anh nghĩ là tới tim anh nó đập đúng hướng ạ. Hãy cho anh một cơ hội. Xỉu giờ đó, thôi cho nó về đi anh. Thôi được rồi, xỉu giờ đó. Thôi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Thở không à. Thọt được cái không? Ngón tay vô cái nút. Đó, ông bấm để... hồi ông bấm không được cho coi. Một, hai, ba. Hết thời gian. À. Bấm chậm vậy làm anh hết hồn kìa. Em bấm không có ăn. Rồi nắm tay nhau đi. Rồi. Xin mẹ hôn đi. Dạ, con xin phép được hôn hôn ai? Hôn bạn gái của con. Tên gì?
Dạ, quý anh ạ. À. Lần hai là sẽ khắc vào sâu vào tim rồi, không quên được. Dễ thương quá. Được không con? Rồi nó xin hôn nhau cô cho không? Không rồi, cô chưa cho. Ủa, không rồi. Rồi các bạn lo đây là hỏi chị hôn rồi. Hồi đó giờ hôn ai chưa? Dạ có. Hôn ai? Dạ hôn mẹ. Hôn mẹ, hôn bạn gái kìa. Dạ chưa. Nay nụ hôn đầu tiên đúng dạ. không? Hôn lại đàng hoàng, hôn chậm từ vô nha. Hôn lên má, kỷ niệm, sắc sâu vào tim. Hôn từ lại. Từ, nắm tay vô. Hôn từ từ, chị nào tôi nói thôi, nha. Nụ hôn đầu đời mà đâu đơn giản đâu. Đầu đời nhưng... Hả? Dạ dạ. Bắt đầu chuẩn bị. Hôn vô. Hôn từ... Để ra Yên Nguyên, để Yên Nguyên. Để Yên Nguyên. Để Yên Nguyên hít, hít vô, hít sâu. Dạ. Nó hôn đầu tiên mà. Hít. Đó, cảm thấy sao? Cảm giác sao? Cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc. Công nhận nó hết thấy thương luôn. Hết thấy thương kìa. Hẹn đám cưới hai đứa rủ anh nha. Dạ không quên anh được. Hai đứa cầm bé đi xem phim nha. Ở cụm đập Cinebox 212 lấy chiến thắng á. Tới xem phim để tìm hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn nha. Kiểu như là chọc ghẹo hoài, dẫn hoài ngay lắm. Tả sao giống tôi quá trời. Tôi thấy ai giấy tôi hay chọc hoài luôn vậy đó. Nếu bạn gái mà muốn làm dâu thì ở với ba mẹ, còn không muốn làm dâu thì ở nhà riêng. Trời ơi, anh thấy em cũng hợp với anh. Anh làm bên nhà đất, em làm bên kế toán là kiếm tiền rất nhiều mà. Em cũng hy vọng là hai đứa mình cho nhau một cơ hội. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Dạ. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Minh Nhật. Năm nay em 29 tuổi. Em làm việc và sống tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 6. Nhật làm gì Nhật? Dạ em làm thợ cắt tóc nam. Kim mua bán, giới thiệu nhà đất cho cha mẹ. Làm bất động sản hả? Dạ. À giỏi. Rồi mời nhà gái. Dạ con chào chú Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào bạn nam bên đó và chào quý vị khán giả. Em tên là Thẩm, sinh năm 1995, nay em 27 tuổi. Em đang làm kế toán ở quận Tân Phú ạ. Bây giờ Nhật nói mình có ưu điểm, khuyết điểm gì đi. Dạ, ưu điểm của em là chiều chuộng bạn gái, không hút thuốc. Hay. Không nhậu nhẹt, không cờ bạc. Có chí cầu tiến. Khuyết điểm của em là không thích bạn bè giỡn quá chớn, chữ thề, chữ tục. Rồi. Rồi giờ mình nghe ưu điểm với khuyết điểm của nhà gái nè. Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, sống tình cảm. Còn nhược điểm thì có, tại em làm kế toán nên nó có đôi khi hơi khó tính. Chệch một con số là mình cũng mệt nữa. Dạ. Cái tật xấu khuyết điểm gì không Nhật? Dạ, tật xấu của em là hiền. Ủa? Hả? Hiền mà làm gì tật xấu? Do đó mà bạn bè hay... Ăn hiếp hả? Giỡn quá chớn thì không thích. Thẩm có giỡn ngay không? Có lầy không? Dạ có hơi hơi. Dạ có hơi hơi. Có hơi hơi đó. Có chữ thề không? Dạ không. Giỡn ngay là giỡn sao? Nó giỡn sao mà ngay vậy? Kiểu như là chọc ghẹo hoài, giỡn hoài ngay lắm. Tả sao giống tôi quá trời. Tôi thấy ai giấy tôi hay chọc hoài luôn vậy đó. Tôi nói cho biết nha, nhà trai tôi á rất là dễ thương luôn. Ưu điểm quá trời luôn á. Mà tại sao ế ta? Tại vì hiền đó. Chào chị. Dạ chào nhà trai. Chị Lan thấy là em có cái ưu điểm rất là tốt luôn. Đó là chiều chuộng bạn gái đúng nè rồi. Hiền lành nè. Sao mà mình không có bạn gái? Dạ có bạn gái, có trải qua hai mối tình rồi. Hai mối rồi. Mình chăm người ta quá mà sao chia tay? Dạ tại vì đó còn nhỏ quá nên chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình. Mối thứ hai thì lâm đó em 26 tuổi. Ham chơi, bạn gái của em thì muốn lập gia đình rồi. Nên lập gia đình với người khác. Trời đất ơi. Còn em ham chơi nên chưa muốn lập gia đình. Giờ là lập liền không? Có duyên đến với nhau, quen nhau thì khoảng cuối năm. Cuối năm làm luôn ha. Dạ. Lẹ vậy đó hả? Dạ. Có chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Dạ có chuẩn bị ít tiền dành dụm để cưới vợ. Khá khá chưa? Dạ khá khá rồi. Mua được nhà chưa? Dạ có nhà riêng rồi. Dạ có nhà riêng rồi. Trời ơi giỏi quá. Quá trời giỏi. Vậy là cái tiệm tóc là ở nhà riêng luôn ha. Dạ đúng rồi. Tiệm tóc là của nhà riêng luôn hả? Dạ. Trời ơi giỏi quá. Nhà trai tôi đủ hết rồi đó.
Được chưa? Được, chịu. Chịu ha. Chịu liền luôn á. Rồi. Nếu bạn gái mà muốn làm dâu thì ở với ba mẹ, còn không muốn làm dâu thì ở nhà riêng. Trời ơi. Trời ơi. Quá trời hay luôn, quá đất luôn. Con chào chú. Rồi, chào con gái. Dễ thương ha. Nãy giờ nghe chàng trai kia nói vậy á, mình có thấy đạt tiêu chuẩn của mình chưa? Dạ có ạ. Có hả? Nhiêu phần trăm? Dạ còn phải tiếp xúc nữa thì mới biết. Tiếp xúc nữa. Còn mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ con muốn một người yêu là điềm đạm, chững chạc mà phải hài hước nữa. Anh hài lắm đó, giờ nói cái gì cũng vui chân á. Dạ, cao hơn con là được. Cao hơn luôn. Cao hơn mà còn bự hơn. Bự hơn nữa, được không? Dạ được. Ừ. Mà hồi đó giờ trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em 2 mối ạ. Cũng bằng bên kia luôn. Dạ. Sao chia tay 2 mối đó? Mối đầu tiên thì lúc sinh viên thì lúc đó còn nhỏ quá thì hơi bất đồng. Bỏ qua. Dạ, còn mối thứ hai thì cách đây cũng 2 năm rồi. Tại vì không hợp tính đó chị. Ừ. Nói sao mà không hợp tính? Thì kiểu bạn còn con nít hơn em đó nên em không có. À, thích phải lớn hơn mình đúng không? Dạ. Chững chạc hơn mình. Dạ. Rồi, được rồi. Bên kia là thôi công việc kiểu đó thì biểu làm sao mà không chững chạc được. Giờ cuối năm lấy chồng được chưa? Dạ được. Được rồi đúng không? Tại vì nhà em cũng hối quá. Hối quá? Ai hối vậy? Mẹ hối. Mẹ hối. Này mẹ có đi không? Có, mẹ có đi. Rồi hỏi mẹ luôn. Đó. Dạ chào mẹ. Chào Ngọc Lan, chào anh Nguyên Linh. Tôi cũng từ Quy Nhơn vô hồi hôm qua. Vô với bà ngoại với em gái của Thẩm. À. Dạ chào ngoại. À, rồi đi cũng muốn cho con nó cũng có một cái nơi mà lập gia đình rồi cho nó ổn. Cháu trai thì thấy cũng được, hiền lành. À, thì thấy cũng hợp. Chào ngoại. Ngoại nhiêu tuổi rồi? 84. 84 hả ngoại hả? Đi từ Bình Định vô đây để kiếm cháu rể đó hả? Ngoại thấy cháu rể này được không? Thấy cũng được cái mà không biết theo đề sao. Chứ nó có ở với cháu mình gặp được hay không? Được á ngoại. Tùy tùy cho nó chứ. Vợ chồng là phải hợp ý với nhau. Dạ. Nhờ chú với cô thì hợp tác giùm cho hai đứa nó cho tôi hả? Rồi cảm ơn ngoại nhiều nha. Em đi với ai Nhật? Dạ em đi gia đình của em, đi với ba mẹ với lại chị cháu em. À dạ. Có ba mẹ đây luôn rồi. Rồi mời nhà trai. Xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Chào bác và chào chị bên nhà gái. Chào cháu. À, con chào chú. Nhật thì hiền lắm, chăm chỉ làm ăn lắm, cầu tiến lắm. Tại tôi là người nhà đất mà, thì em cũng đang học hỏi nghề của tôi. Còn riêng ba thì ba thấy cháu gái bên đây thì cũng dễ thương, hiền. Thì bác mong hai cháu cho nhau cơ hội. Dạ. Tôi xin hết rồi. Bây giờ đại diện nhà trai á, dù sao nhà gái tương lai cũng đi từ Bình Định vô đây. Mình có vài câu nói gì với nhà gái đi nhà trai. Chào bác, chào chị. Ý tôi thì nếu mà được tụi nó hợp nhau, thương nhau thì có thể là đây tới cuối năm gia đình tôi sẽ bước đến. Lẹ quá. Giờ đây gặp anh chị và hai cháu đây thì cũng như là có một cái duyên. Thì cũng xin anh chị với cô Ngọc Lan và chú Quyền Linh mát tay mát lòng tác hợp cho cháu càng sớm càng tốt. Dạ. Con cũng lớn rồi. Chị ơi, gia đình tôi thì ít con lắm, có 2 đứa thôi, nhưng mà chị của nó thì có nhà riêng rồi. Thì tùy theo cháu thôi, nếu mà tụi nó hợp nhau muốn ở riêng thì ở riêng, ở chung thì ở chung. Dâu là con mà. Ừ. Rất là dễ, chỉ cần dâu biết đi làm là được rồi, còn vấn đề khác thì khỏi quan tâm tới. Vậy là tốt rồi. Dạ. À, hai ông bà xui tương lai cũng đã nói chuyện với nhau rồi ha. Để hai đứa nó gặp nhau để coi sao rồi mình hỗ trợ để hai đứa nó tiến xa hơn ha. Bây giờ thì mở rau. Bắt đầu đi Nhật. Anh có bó hoa tặng em. Chúc em luôn xinh đẹp như hoa này. Cảm ơn. Dạ, em tặng anh những sách ạ. Những sách hả? Dạ. Rất yên tâm. Hy vọng là anh sẽ thích món quà của em. Anh rất thích. Mình đến đây gặp nhau là cái duyên rất là lớn. Nên anh cũng mong chúng mình cho nhau cơ hội để đến với nhau, tìm hiểu nhau. Rồi, hai bạn về chỗ nào? Em thấy anh sao?
Dạ em thấy anh cũng được, rất là phù hợp với cái tiêu chí của em. Em thích người to hơn em vậy đó. Anh thấy em rất là xinh. Em cảm ơn anh. Anh hứa với em anh sẽ giảm cân được. Không, em chỉ cần là khỏe mạnh thôi. Còn cái chuyện giảm cân hay không thì không cần thiết. Nhưng mà em tìm một người khỏe mạnh, biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em thì người đó là anh. Người đó là anh. Anh thấy em cũng hợp với anh. Anh làm bên nhà đất, em làm bên kế toán là kiếm tiền chắc cũng nhiều mà. Em cũng hy vọng là hai đứa mình cho nhau một cơ hội để mà tiến tới. Thường là anh rảnh ngày nào? Anh thì rảnh anh sắp xếp được. Nếu mà em gọi anh là anh có mặt liền à. Tại vì em thì đi làm giờ hành chính, em chỉ nghỉ vào thứ bảy chủ nhật thôi. Cuối tháng thì em hay tăng ca, cho nên là cũng hơi, những ngày đó thì có hơi khó chịu xíu, thì anh có chịu được không? Được chứ. Anh sẽ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho em. Nếu mà sau này mà mình có duyên đến nhau được thì có chuyện gì gây nhau thì anh là sẽ là người xin lỗi trước. Anh sẽ là người xuống nước trước. Đến đây anh có hai điều quan trọng. Dạ. Một là em, hai là tình yêu của em. Em á, mỗi khi mà ví dụ như có gây nhau á thì em muốn rõ ràng ngay lúc đó luôn, chứ em không có thích mà im lặng để mà chiến tranh lạnh hay gì hết. Em thích giải quyết rõ ràng luôn. Cho nên là anh cứ yên tâm đi, không có giận được 24 giờ đâu. Cho anh sẽ là người xin lỗi trước mà. Nói là giữ lời nha. Dạ. Em không hứa thôi chứ em hứa là làm được á. Ừ. Như giặt đồ, quét nhà, lau nhà đó. Vệ sinh lại. Anh cũng biết làm việc nhà. Cái chuyện mà nội trợ gia đình đó thì anh cứ để em, anh chỉ cần phụ em thôi chứ anh không cần làm hết. Cái đó thì để em làm được. Bàn cái chuyện kết hôn đi, cuối năm cưới rồi đó. Kết hôn rồi thì để con trai con gái hay như thế nào? Kết hôn thì anh thích trai con gái luôn, hai đứa. Dạ em cũng thích. Nhưng mà con nào thì cũng là con à, ra đứa nào thì nuôi đứa đó thôi. Rồi giờ mình tính đám cưới mình mời bao nhiêu người, có tính chưa? Dạ có, mời gia đình, người thân, bạn bè. Cỡ mấy bạn? Chắc cỡ 10 bạn. Không mời tôi không? Dạ có luôn. Anh 10 bạn, em 10 bạn là đủ 20 đó. Ờ. Bao lâu cưới liền không? Nói khi nào cưới? Em định khi nào sẽ cưới. Nếu mà quen á. Nếu như mà mình hợp mà mình có thể tiến đến với nhau thì cuối năm. Anh cũng nghĩ vậy. Bước tới liền. Tấn công liền. Hả? Nói gì đi, nắm tay, nói gì đi Nhật. À, cho anh xin phép nắm tay của em. Anh có bài hát muốn tặng em. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làn tóc xòa bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Em xin hát. Hát lại, mình hát lại tặng bạn trai em. Anh ơi ta hãy yêu như chỉ có đêm nay được yêu, cho em say mắt môi như lại có nhạc hay để chiều. Sâu trong tâm trí em chính là nơi em đã tìm thấy anh, tan vào trong giấc mơ. Em xin hát ạ. Em hát rất hay. Những lời anh nói là những điều chân thành nhất tự trong đáy lòng của anh, là anh sẽ là người quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em như là em mong đợi. Dạ, em cũng có thể cảm nhận được cái điều đó. Rồi giờ tính nắm hoài luôn, không buông ra, không đi bấm nút luôn. Thôi, về ghế ngồi đi nào, để tay nút bấm. Với sự chứng kiến của hai họ luôn, chúng ta đã nói tất cả những cái gì về suy nghĩ của mình ha, về quan điểm của mình. Và nói cái gì có sự chứng kiến người lớn thì không bao giờ quên được nha. Bây giờ mình quyết định thôi. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng em. Thì chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Xin phép bà ngoại, mẹ và tương lai xin phép ba má cho tụi con được hẹn hò với nhau.
mong. Dạ con xin phép bà, xin phép bác, xin phép em, xin phép ba má, chị. Con sẽ hết lòng quan tâm đến bạn và sẽ yêu thương bạn đến một đường dài. Được đó, em bé nụ hôn đầu tiên. Con xin phép. Đã không lòng dễ sợ. Nè, bạn ấy cũng rất là thật lòng và ở đây cũng rất là hiền hậu. Hình như là hai gia đình hai cũng gia rất đình là hiền cũng luôn. Đều rất là hiền lành. Hai đình rất là hợp với nhau luôn đó. À, người lớn cố gắng hỗ trợ cho hai đứa nhỏ đến với nhau nha. Ba của Nhật là người rất là tâm lý với con đó. Yeah. Ba sẽ ủng hộ và cố gắng tìm hiểu sớm để về chung nhà ha. Yeah. Cùng nắm tay đi Nhi suốt cuộc đời này nha. Yeah. Em á, bản thân em thì gia đình không có ở trong đây với em, cho nên là tất cả mọi cái thì mình có vấn đề gì thì mình cứ chia sẻ với bác trai, bác gái. Chị thấy bác gái cũng là người rất là dễ để có thể chia sẻ. Có cái gì cứ mét hết cho chị. Bây giờ nè, Thẩm nói gì với bác trai, bác gái đi. Dạ, con xin phép hai bác là cho con được tìm hiểu anh Nhật. Cũng như là mai mốt mà có về tiến tới làm dâu thì cũng mong hai bác yêu thương con nhiều chị hơn. Dạ, chị dạy nhiều hơn cho con. Có cái gì mình chỉ dạy ha cô chú ha. Dạ. Mong có dâu thôi, vui quá. Dạ. Vậy là quá tốt luôn. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn chú Quỳnh Linh. Chương trình có một số phần quà dành cho em. Cố lên anh Nhật nha. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Rồi. Chị cầm hoa xuống cho, em đi đường này nè. Tiếp tục một cặp đôi nữa, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau và những cái tình cảm rất đặc biệt dành cho nhau ngày hôm nay. Hai cặp đôi ngày hôm nay quá là dễ thương thưa quý vị. Chúng ta mong chờ một cái ngày mà họ sẽ gửi một cái tấm thiệp cho chúng tôi. Ngày đó chúng tôi cũng sẽ rất hạnh phúc.